bị vậy đấy. Dạ vâng, cái này thì em lấy sẽ không bị sẹo tí nào hết. Các bạn thấy không ạ? Chúng ta mới có lau chùi nhẹ thôi nó đã ra những cái cục viêm như thế này rồi. Trước mặt nó không bị vậy đâu. Nhưng con trai. Thì đây là những khi mà chúng ta bị những cái ổ dịch như thế này thì nó sẽ làm cho chúng ta hoại tử cái phần collagen. Nó ăn hết cái phần collagen và elastin của mình. Thì sau khi chúng ta không có dưỡng chất tốt thì nó sẽ gây ra tình trạng chúng ta bị sẹo. Vậy nên các bạn ơi, các chàng trai cô gái ơi, hãy đi điều trị mụn sớm và phải tìm những cái nơi uy tín. Đây là cứ mỗi một cục mụn thì bạn sẽ bị cái sẹo nổi, cục này bây giờ không lấy nó sẽ nổi, chúng ta lấy là hết luôn, đối cục này. Ok, ngoài đều bị hết và phần cổ của bạn cũng bị rất là nặng, nhưng phần cổ vẫn không lấy trên ngoài được. Đúng rồi, bị nặng lắm thì chúng ta sẽ nhìn sau. Đúng rồi, và cái phần này này nó cũng là một cái dài sẹo rồi. Cái này nó đã viêm nhiễm rất là nặng rồi, nó mới có những cái phì, những cái mô sẹo như thế này. Thì khi cơ chế chúng ta bị mổ, chúng ta không điều trị và không phục hồi thì bắt đầu vùng da nó tổn thương quá, cơ thể ta tự sản sinh ra những cái mô sẹo nồi này để lấp đầy những phần sẹo rỗ, sẹo nõm. Nó tự sản sinh ra cái mô sẹo nồi này nha các bạn nhé, để nó lấp đầy những cái nọ sẹo nõm này. Thì ngược lại nó phì ra như thế này rất xấu. Chắc là trong lúc bạn đi tổn thương như này thì bạn cũng ăn uống không kiên cự nữa, tại vì nó viêm nhiễm sâu quá, đúng không? Thì bây giờ phần mũi hiện tại, chúng ta nói phần mũi đi. Phần mũi hiện tại thì nó viêm nặng nhất là đang đỏ, có nghĩa là bên trong cái này là toàn dịch. Nhưng vấn đề chúng ta mũi này thì chúng ta lấy chúng ta làm dưỡng. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tỉ những cái mụn đầu đen đi. Và chúng ta làm sao dưỡng cho cái phần này nó khỏe lên để nó hạn chế bớt lên những sẹo đỏ này. Càng lên mụn nhiều thì chúng ta càng sẹo nhiều. Và đây là một cái cục nang cứng rất là cứng này. Nên cục chúng ta nhìn thấy đi, nó chỉ có u một tí thôi. Chúng ta sẽ nên. Thì đối với trường hợp da bạn khách hàng này ấy, thì chúng ta phải điều trị mụn trước. Xong rồi phục hồi da. Các bạn ơi, đây là một cái làn da bị bệnh lý rất là nặng nhé các bạn. Bạn đến từ Đắk Lắk, bạn đi xe máy sáng đây, Thắng đi xe máy từ mấy giờ trên Đắk Lắk xuống đây Thắng rồi? Dạ được. À, thế đi Bình Dương trước hả? Dạ vâng. À, hôm qua đi từ Đắk Lắk xuống Bình Dương, ngủ qua một đêm, thì sáng nay từ Bình Dương lên trên chỗ Sài Gòn này đúng không ạ? Con biết Hiền Vân qua đâu? Dạ, xem qua YouTube. Vậy hả, động lực nào con đi từ Đắk Lắk con xuống đây con điều trị mụn? Thấy tin tưởng của Hiền hay sao? Dạ vâng. Đây hả? À, các bạn ơi, đây là một ca bệnh lý bạn bị rất là nặng. Thì con kể quá trình con bị mụn cho các bạn được nghe được không? Để những bạn khác không có bị mụn giống nặng cũng con ấy. Lúc đầu con bị mụn xong con dùng những sản phẩm gì con bôi mà con bị hư da như thế này? Ý là mình không có sản phẩm, nhưng quá trình con điều trị con bôi ấy, những loại thuốc thì con thấy nó có bị ong chóc gì không? Không ạ. À, không ạ. Vậy là con bị mụn nặng thì trong vòng bao lâu rồi? Có nghĩa là mình bị mụn bao lâu rồi thì nó nặng như thế này? 4 năm. À, bạn có chia sẻ với mình là năm ngoái thì bạn bị là mụn viêm nhiều. À, năm ngoái là bạn bị mụn viêm rất là nặng. Nhưng mà bạn cũng đi thăm khám, nhưng mà lúc đó thì cái chi phí nó cũng cao và cũng chưa nghĩ là nó sẽ để lại cái hậu quả bị sẹo này như thế này.
thì bạn đi xuống Sài Gòn thăm khám tư vấn vào một cái thẩm mỹ viện ở đó thì mình cũng không có nói, ở đây thì bạn chỉ đến thăm khám thôi. Thì quá trình điều trị thì người ta cũng tư vấn cho bạn điều trị mụn lên 26 triệu, nhưng quá trình điều trị thì cũng chưa có biết được kết quả như thế nào, thì mẹ cũng không yên tâm tại vì xa quá nên đưa con trai về. Nhưng qua quá trình 1 năm thì hiện tại quá trình bị mụn viêm thì đã để lại những cái sẹo như thế này. Và chúng ta hiểu được là chúng ta nên đi điều trị mụn sớm, đúng không ạ? Khi có mụn thì chúng ta phải tìm những nơi uy tín thì nó đã ra cái mụn viêm này. Dạ vâng, cái này thì em ấy sẽ không bị sẹo tí nào hết. Các bạn thấy không ạ, chúng ta mới có lau chùi nhẹ thôi nó đã ra những cái cục viêm như thế này rồi. Nhưng con trai thì đây này, những khi mà chúng ta bị những cái ổ dịch như thế này thì nó sẽ làm cho chúng ta hoại tử cái phần collagen, nó ăn hết cái phần collagen và elastin của mình. Thì sau khi chúng ta không có dưỡng chất tốt thì nó sẽ gây ra tình trạng chúng ta bị sẹo. Vậy nên các bạn ơi, các chàng trai cô gái ơi, hãy đi điều trị mụn sớm và phải tìm những cái nơi uy tín để điều trị nha. Chúng ta không có gửi gắm khuôn mặt mình cho những nơi không uy tín thì sau này tiền mất tật mang. Bạn này không điều trị thì vẫn bị sẹo, mà nếu chúng ta điều trị không đúng cách cũng bị sẹo nha các bạn, chứ không phải là chúng ta điều trị mà đã không có sẹo. Nếu chúng ta không tìm được một chuyên gia hay một cái thẩm mỹ viện spa uy tín thì chúng ta vẫn bị sẹo như thường. Thì đối với cái cục mụn như thế này thì mình ấy không bị sẹo thế nào, không bị sẹo thế nào, mặc dù chúng ta nhìn thấy mổ máu thì ghê như vậy nhưng mà không bị sẹo nha. Vừa nãy mình mới chùi cái albumin thôi mà nó đã ra mục rồi, và mình nặn, các bạn thấy không ạ? Thì bên trong cái phần này á, nó đã bị ăn luôn hết những cái sợi collagen và elastin rồi. Nhiệm vụ của mình bây giờ thì tí nữa các bạn sẽ bôi dưỡng chất vào đây và chạy cho bạn ấy để nó phục hồi, nó lấy này cái làn da thế này. Chúng ta coi cái phần tai dưới này xem nào. Bắn vừa lại bắn ra đây hả? Hà đứng cho cô miếng bông ra đây đi. Cho cái này ra đi con. Tâm thì Hà đây. Đưa ra đi. Các bạn ơi, phần tai ý thì thường các bạn tắm được, các bạn không chịu vệ sinh nha. Chúng ta phải tắm rửa vệ sinh, như mình vệ sinh phần tai rất là kỹ. Mình tắm, mình gội đầu, mình hay chùi, mình hay lau tai á. Các bạn quên mất, chỉ lau mặt thì không lau tai. Nhất là những bạn mà ở quê mà trời lạnh á, rửa mặt mà không rửa tai là đất không à. Không phải như lúc chúng ta quên mất á, chúng ta chỉ chăm chú cái mặt thôi. Cái này thì nó không có nhiều mủ như cái kia đâu, nhưng chúng ta phải lấy nó ra, không nó sẽ bị viêm nặng. Quên hả, đeo khẩu trang cho cô ấy. Rồi chúng ta sẽ xuống phần cỏ. Cái phần cỏ này thì chúng ta lấy cái này nó hết, chúng ta không bị sẹo. Nhưng nếu chúng ta không lấy là bị sẹo, thấy không ạ? Nó dễ nên quan trọng là chúng ta lấy là nó hết à, không lấy là bị sẹo. Vậy nên nhiều mẹ, các mẹ cứ nghĩ là để cho con tự hết, không có tự hết được đâu ạ. Hết là để sẹo liền. Các bạn nhìn biết tại sao mà nó hình thành mụn nang chưa ạ? Đây ạ, chúng ta sẽ nhìn này. Chúng ta nhìn thấy cái phần này không ạ? Nó sẽ rất, mặc dù ở đây đã bị sẹo nồi rồi nhưng xung quanh cái này nó còn rất là nhiều cục mụn nữa. Kệ nó xoay, kệ nó. Cứ để nó tự nhiên vậy, nó điều chỉnh màn hình ạ. Vẫn không chào ai đi. Xin chào bạn Thùy Trang, chào bạn Bích Đào, chào bạn Thanh Quế, chào bạn Thu Huyền Trân, chào bạn Annie Võ, chào bạn Thuy Thủy, chào bạn Mỹ Ngọc, chào bạn Tình Nguyễn, bạn Bích Đào, chào bạn Liên Mít. Mình sẽ lấy cái phần này. Bạn Liên Mít ơi, mình nói mình gửi thuốc cho bạn mà mình quên, một lát nữa thì mình sẽ gửi cho bạn nha. Spa gửi rồi Liên Mít ơi. Đó, mình lại lấy cái phần cỏ. Rồi. Khi nào mình sẽ lấy phần cỏ này cho bạn nhé. Các bạn nhìn thấy thì nghĩ là da gà nhưng bên trong thì toàn mụn không ạ. Chào bạn mà. Lý Hoa. Cảm ơn bạn Lý Hoa. Vâng, đưa đi chị sớm cho nó không bị sẹo như thế này. Đó thì những cái cục này em lấy như thế này về bé nó không có bị mụn vùng cổ thì nó hạn chế được cục nào thì nó. Nó mới 15 tuổi à.
Vâng, 10 tuổi đã bắt đầu có mụn rồi chị. Tại vì bây giờ chúng nó dậy thì 10 tuổi đã có mụn rồi. Các bạn nhớ nha, khi chúng ta bị mụn cái cục nang chúng ta nhìn thấy rất là nhiều cục ẩn đã. Chúng ta lấy mụn ẩn trước đã. Phần da này thì nó đã bị hoại tử rồi, nhưng mà chúng ta thì phải cố gắng làm sao để cho bạn ra được hết những cái ổ nang này thì nó hạn chế sẹo cho bạn ấy. Tại vì chúng ta lấy ổ nang này thì chúng ta kết hợp chạy dưỡng chất rồi nó bắn Eli. Kháng viêm càng nhanh càng tốt nha các bạn. Cái này thì chưa lấy thì chúng ta đã bị sẹo rồi, bây giờ chúng ta chạy dưỡng chất vào để nó hạn chế sẹo thôi. Đây, cái cục này nó sẽ bớt nha con trai. Nhưng mà hết thì nó chưa hết nha. Bên trong này nó sẽ có cái cục nhân mụn và mình sẽ lấy cho nó ra. Tại vì nó đã chín lắm rồi. Đây này, cùng cái trục trắng trắng chỗ này mình sẽ lấy này các bạn này. Các bạn có nhìn thấy cái nhân mụn trắng trắng trong này? Ra rồi. Nó còn một chút xíu nữa thì chúng ta tí nữa chúng ta sẽ lấy, giờ không lấy nữa sẽ tổn thương. Mình sẽ lấy cái cục ở dưới này. Rửa đi con, rửa đi con. Dạ vâng, lúc đó thì đỡ sẹo rồi. Tại mình có những cái sẹo mới này, bạn mới bị. Cái này mọc nữa đúng không chị? Dạ vâng, nói chung cái chân thì nó cứ tái đi tái lại nhiều lần. Thì cái cục mụn này, sẹo này chúng ta nặn thì nó đã sẽ bắt đầu xẹp rồi. Chúng ta cũng cảm nhận nó xẹp không ạ? Xẹp luôn lập tức nha. Gương này chúng ta lấy được, mình lấy những cái cục đầu đen này để loại trừ những cái khả năng mụn mới nó tái phát nha các bạn. Xin chào bạn Hoa Đậu Biếc. Mình loại bớt cái vấn đề là những cái mụn mới khả năng là tái phát. Đối với mụn đầu đen này thì mình lấy một lần nó sạch chân hết rồi. Chúng ta sẽ lấy lên cái phần này, các bạn nhìn thấy chân tóc bạn cũng có rất là nhiều. Các bạn ơi, các bạn xem có rõ không ạ? Các bạn muốn điều trị mượt thì chúng ta phải hiểu được cái nguyên nhân và hiểu được cái sự hình thành của mụn của khách hàng. Và chúng ta sẽ có những cái phác đồ, ví dụ trong một cái ca bệnh lý mà chúng ta vừa bị mụn, vừa bị sẹo, vừa bị mụn ẩn, vừa bị mụn viêm, vừa bị mụn nang thì chúng ta cần phải lấy mụn trước nào trước. Đối với da bạn khách hàng này thì chúng ta vừa lấy được mụn viêm, ta lại cần phải lấy mụn viêm trước. Đối với lấy mụn đầu đen và mụn ẩn, sau đó chúng ta mới điều trị sẹo. Nhưng mà da bạn này thì chúng ta có thể đi song song luôn, vừa mụn ẩn vừa đầu đen luôn và cả mụn be mụn đầu viêm nữa. Bạn tình Petronimax, bạn ơi, bạn có mụn bạn lên điều trị sớm nhá. Nếu có mụn không điều trị sớm thì nó sẽ đè sẹo lại như bác khách hàng này. Chúng ta bạn thấy bạn mới bị mụn có 1 năm nặng thôi mà nó đã để lại sẹo rất là khủng khiếp. Nhiều năm nhiều cái lớp mà cụ thì nó mọc nhiều lắm. Đúng rồi, đây là một cục nang này. Cái nang này thì rất là nhiều người bị, có người gọi là mụn gì nhè, mụn bã đậu á. Ngày trước em có điều trị một bạn khách hàng tên là Tiến, bạn đi ra nỉ cũng 1 năm không có khỏi, mình lấy có 3 lần là hết rồi. Tại vì cục đó thì nó lại không có bị viêm chị, nó chỉ có bị là gọi là mụn bã đậu thôi. Đây là một cái cục nang nha các bạn, và bạn đã cạy rồi. Và các bạn biết là bạn bôi rất là nhiều loại thuốc. Chúng ta nhìn thấy hiện tại cái thuốc bạn đang bôi cũng rất là khô này. Xin chào bạn Lan Phương, bạn Lý Hoa, bạn Lên Mít. Đây là những cái cục mụn mà phần da nó bị hoại tử và nó rất là dễ để lại sẹo. Nhưng bây giờ chúng ta lấy xong thì chúng ta chạy dưỡng chất vào thì nó sẽ không có bị hoại tử nha.
Và cái nguyên nhân của cái mụn này thì chúng ta cũng biết được là nó hình thành là do mụn nguyên mụn đầu đen và mụn ẩn. Các bạn ơi, khách hàng bên mình là năm nay sinh năm 2019 tuổi, khách hàng đến từ Đắk Lắk và khách hàng mới bị mụn nặng một năm nay. Mình sẽ lấy cái cục đầu đen này chúng này trước, sau đó thì mình sẽ lấy cục ngang sau. Chúng ta phần thấy cái phần này da nó bị nhùng nhão rất là kinh khủng và mình cảm giác nó không an toàn nên mình phải nót cái bông vào. Đầu tiên mình lấy tay không nhưng mình thấy nó không an toàn nên là mình phải nót cái bông vào các bạn nhé. Vì phần da này bạn bị yếu quá rồi, nó bùng nhùng nó không có ra được, mình phải hỗ trợ đưa bông vào, đưa bông vào để cho nó giảm cái sự tổn thương cho khách hàng. Và tại sao các bạn hiểu cái kỹ thuật mình lấy không có bị sẹo đúng không ạ, và không bị sưng đỏ. Còn đối với da ai bị mỏng bị viêm thì chúng ta lấy thì nó sẽ hồng nhẹ qua một đêm là nó hết nha các bạn. Thì da các bạn yếu quá mà các bạn không sưng đỏ là không thể được. Đối với da khỏe thì chúng ta sẽ không bị sưng đỏ. Chúng ta sẽ tỉa xung quanh những cục này rất là nhiều, các bạn thấy nhiều không ạ? Các bạn ơi, cục này luôn. Là cục nang này, bên cạnh cục nang là những nốt mụn nhỏ. Nó khó nha các bạn, vì cái chỗ để tay của mình rất là khó, nó cứng không ạ? Rất là khó nha. Các bạn thấy ra được nguyên mụn này. Kinh không ạ? Cái này lấy như cái trồng hải âu á, cứ nhấp nhấp. Nhưng mà có những cái cục mụn thì chúng ta phải lấy như vậy để chúng ta không thể ăn mạnh được. Này, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này thì đúng không ạ? Rồi chúng ta lại lấy sang bên phía bên này. Vì nó vướng cái cục to ở giữa ấy, giờ không lấy được cục này thì chúng ta sẽ đi lấy cái cục to. Các bạn vừa xem chuyên gia bên mình lấy mụn bên cạnh cái cục nang, lấy liền một nốt là 4 nhân mụn nhỏ. Và bây giờ đến phần lấy cái nốt mụn nang các bạn ạ. Thực ra cái đầu mụn này, chỗ này bây giờ chúng ta sẽ lấy được nhiều nhất. Chúng ta sẽ lấy cái góc này trước. Đó, các bạn thấy không ạ? Các bạn thấy khi lấy đến đâu là phần da của mình nó xẹp tới đó mà hoàn toàn không bị sưng đỏ nha các bạn. Bên trong là một cái cục nang cứng nha các bạn, chúng ta sẽ lấy từ từ và chắc chắn cục nang này thì chúng ta sẽ phải dùng cái phương pháp phi kim để cho nó mềm bớt, nó tái tạo cái phần da bên trong, thì bên trong rồi chúng ta tiếp tục lấy những cái cục nhỏ nhỏ nữa. Và hôm nay mình nặng như thế này thì nó đã xẹp bớt rồi. Chúng ta nhiệm vụ chúng ta cần phải đưa dưỡng chất vào cái cục này. Đây là những cái dạng mà sẹo đấy nhọn nha các bạn đi. Đây là nó ăn cái chân mụn này, thấy chưa? Bây giờ thì chúng ta nhìn rõ là sẹo đấy nhọn chưa? Đây này, nó rất là sâu và điều trị sẹo này thì cực kỳ khó. Bạn này thì đủ các bệnh lý trên da. Đó, thấy không? Chị uống thuốc bên da liễu bao lâu rồi ạ? Uống cả năm rồi ạ. Xong rồi nó bị như thế này đúng không ạ? Ý có nghĩa là nhiều bác sĩ ở da liễu đúng không ạ? Nên da cháu nó bị hư vậy đúng không? Nếu mà lấy cái chân ra đưa dưỡng chất vào thì nó đâu có hư vậy. Đấy các bạn thấy không ạ? Bạn có đi da liễu uống thuốc ạ? Chúng ta nhìn nhân mụn này ạ. Vậy nên bây giờ mình mới nói thêm vấn đề là mụn nó không thể có cái thuốc nào nó làm cho biến mất cái nhân mụn, và nó cũng không có làm tan mất đi nha. Khi chúng ta uống thuốc, bắt đầu nó lên viêm, sau đó nó rút lại thì chúng ta bị sẹo rỗ rất là to. Nhưng bạn này bị sẹo rỗ là quá to chứ không phải là to nữa.
Các bạn thấy mẹ bạn chia sẻ không ạ? Là bạn đã uống thuốc da liễu và hơn một năm nay rồi. À, uống bác sĩ này không bớt, rồi uống bác sĩ kia. Sáng nha con trai. Trong cái cục sẹo lồi này nhưng mà nó vẫn còn có mụn này các bạn này. Không ạ, chỗ này thì nó hết rồi, như bên cạnh ấy, bên cạnh cạnh cái chân sẹo lồi nó có thôi. Cái sẹo lồi bây giờ nó hết viêm gì ạ? Tại vì nó đã là sẹo lồi rồi thì nó hết. Nó chỉ ở cái cạnh cái chân của sẹo lồi thôi. Nên này các bạn nhìn thấy bên trong nó là một cái sẹo đáy nhọn này thì nó sẽ bị tắc bên trong này và chỗ này nó có mụn. Đúng không? Vân làm khách xong chưa? Ừ, bạn vừa nào kêu bạn Vân nằm xuống cho bạn kiểm tra bạn Linh rửa mặt xem nào. Kêu bạn Vân nằm xuống kiểm tra bạn Linh rửa mặt thôi nhé. Không phải bạn này bây giờ cái cục này là một cục sẹo nồi, cục thịt thừa. Đúng rồi đây này. Qua Tết qua đây là xử lý được hết. Còn thằng em bữa nào đưa xuống cho nó. Dạ vâng ạ. Chị ơi, vậy bạn Thắng bạn xem YouTube bên em chị có coi không ạ? Hay là một mình bạn coi ạ? Thì hai mẹ xem, hai mẹ con ngồi xem. Ý là cứ lên mạng sợ. Đó cứ ấy này mà nó thì thôi rồi con cứ tìm đi. Tìm kiểu gì cũng có. Tìm là con tìm đi xong rồi là được là hai mẹ con mình lại tiến hành mình đi. Ừ. Mẹ tuyệt vời ạ. Không, không phải để mà mình con đi với con biết mà mẹ đi để mẹ thực tế để mẹ biết. Thì khách hàng bên em ở tận dưới Kiên Giang cũng dẫn với bạn đi. Đúng rồi. Kiên Giang Cần Thơ. Kiên Giang thì là bố dẫn trở đi. Bố trở đi mỗi tuần bằng xe máy. Ý là nhiều ông bố thì cũng ấy nhưng mà ý là bố ơi, bạn này thì kiểu bạn làm không. Không có để ý đến vấn đề sắc đẹp. Mẹ cũng lo cho con từ đúng từ khi mọc mụn nhưng mà giờ không có biết cách nhiều mà cũng quá nhiều nữa. Đâm ra mình bỏ mất một năm. Là con mình bị sẹo. Đấy bỏ mất một năm nên giờ anh mới bị. À Lan Khuê ơi, bạn đã sử dụng qua rất là nhiều loại thuốc rồi. Thuốc rồi. Bạn uống thuốc rất là nhiều rồi cho nên là da của bạn bây giờ nó khô rồi. Lan Khuê ơi. Thuốc viên chứ không có thuốc nước này. Vậy nên các bạn học bên bảo điều dưỡng, các bạn học bên ngành đông y, các bạn đã hiểu nguyên lý rồi. Uống thuốc kiểu gì cũng phải lấy mụn nha. Uống thuốc gì? Nhưng mà bây giờ mình ăn vậy là mình cấm không mề bôi một cái gì hết. Ừ. Chợ. Tại vì tuổi dậy thì á. Cái chỗ họ kêu là mặt nạ đắp nhưng mà cũng không tin tưởng mặt nạ đó, mặt nạ thuốc bắc đấy chị ơi, đừng có đắp. Đắp nạ không có hiệu quả. Mặt nạ không có cái tác dụng gì hết ạ. Chỉ có lấy ra thôi và đưa dưỡng chất và nuôi cái da thôi. Thằng em thì cũng phải nuôi cho cái da nó khỏe lên để nó không tái lại á. Dạ vâng. Đen đen nó ít thì nó chưa việc gì. Có hai gồ má này này. Thì bữa nào đưa cháu xuống. Dạ vâng chị. Dạ vâng, tuần sau chắc bé nó đi thì chị cho bé kia đi luôn đi. Xin chào bạn Lâm, chị Duyên. Anh đây là từ mà cô đi. Giờ con còn đi học không? Vậy thì con ở Bình Dương, con về làm gì nữa? Con về thì con lại phải xuống à? Anh này á. Đúng rồi, cho Bình Dương chơi chứ về làm gì nữa? Anh này thì anh về rồi anh lại xuống. Bên này mẹ nó mẹ em cho đi mà. Được sao đi, đừng đi xe máy này mà đi xe bắt xe đi. Các bạn thấy khi mà bị mụn nhiều tiền mất tật mang không ạ? Tốn rất là nhiều tiền, như bé Đắk Lắk bạn phải còn tốn tiền xe đi lại. Hôm nay chạy xe máy con phải ngủ qua Bình Dương một đêm rồi sáng xuống Sài Gòn. Đó, vậy nên là bên mà lần sau đi thì chúng ta lại còn phải tốn tiền xe nữa. Giống như mình kể câu chuyện của bạn Niên Mít á. Bạn ở thành phố Gia Lai mà khi bạn bị mụn thì bạn có biết mình và mình bạn tư vấn. Thì mình cũng nói là em ra ngoài tiệm thuốc Tây, bạn bị kích ứng uống thuốc thì bạn cũng đỡ nhưng nó lại bị tái phát lại. Sau đó thì bạn quyết định xuống Bình Dương xin việc và điều trị mụn tại Hiền Văn Chí Ba luôn.
thì hiện tại bạn Liên Mít cũng ở Gia Lai và đã hết mụn rồi, và bạn có nói mình là Tết này bạn về Gia Lai luôn. Trong thời gian bạn xuống Hiền Vân điều trị mụn thì bạn xin việc ở Bình Dương bạn nào, và mình có review trực tiếp bạn rồi đó. Liên Mít ơi, em còn xem livestream không? Nam. Cục nam. Bạn ơi, các bạn thấy quả nam này rất là to. Bạn lau điện thoại đi em. Lau đi. Được. Chị ơi, chị xem trên live stream chị thấy cái cách nặng bụng sau và bên ngoài khác thì nhau không chị? Thôi, không phải không? Không hề, chưa hề được xem. Chị thì bác sĩ ạ. Cũng chưa được xem mà cũng chưa, vì là mình cũng đi đến một cái tiệm lớn. Tìm sao bạn có cho chị coi không ạ? Nó kiện luôn. Các bạn ơi, cục này thì chúng ta phải lần sau này nữa. Hôm nay thì chúng ta lấy cũng tương đối nhiều rồi. Cục này là cục nang to các bạn ạ, nang to và nang cứng. Này thì nét căng luôn. Chào bạn Thúy Đào. Chúng ta nên cái chân mày đi ha. Con trai cố gắng nha, không có để thêm sẹo cho con nha con trai nhá. Chân mày nó sẽ hơi khó chịu một tí nha các bạn. Cố gắng nha con. Đây là một bạn khách hàng đến từ Rách Nắc nha các bạn. Những bạn ở thành phố Hồ Chí Minh còn gần, rất là gần. Nhiều bạn mới có quận 2, quận 7 đã kêu xa rồi. Các bạn thấy khi người ta bị mụn nặng không ạ? Rất là khổ luôn. Các bạn ơi, bên mình đang tiến hành lấy mụn ở chân mày các bạn nhé. Các bạn con trai. Thấy chân mày nó cũng bị nang luôn. Cái năm ngoái cháu đi làm cái này làm tết ai? Dạ. À chị mà đi chích chứ. Mẹ cứ là không đi chích cho chích tốt, chích chẹo nồi ạ. Không phải chích chẹo nồi đâu mà chích cái mụn ấy. À chích cái mụn. Cái mụn nó không sưng á. Chích cái mẹ khuyên là chúng ta xuống cái phần chẹo, cái cục nang này. Cục nang này nó rất là to nha các bạn. Đây mình là một cái cục nang này. Lấy mụn dưới gò má các bạn nhé. Gò má phần này, phần dưới mắt này. Đó các bạn thấy. Chỉ cần ấn nhẹ cái là mụn ở các nơi nó lên. Phần này là phần nang cứng rồi các bạn nhé. Phần ngăn cứng này chúng ta có thể phải lấy 6-7 lần nữa các bạn, không thể lấy 1-2 lần đâu ạ. Cục này chúng ta phải làm cho nó mềm ra. Hôm nay chúng ta lấy thì cũng chưa được nhiều, nhưng chúng ta làm cho nó mềm ra rồi chúng ta tiếp tục nữa. Bạn thấy nhân mụn không ạ? Tại vì mỗi một cục mụn này khi mà nó không điều trị sớm thì nó sẽ để lại một cái vết sẹo rất là to. Các bạn thấy bạn có rất là nhiều vết sẹo to không ạ? Là do cái nguyên nhân mụn nang này. Vậy thì chúng ta đầu tiên đối với làn da này thì chúng ta sẽ phải đi điều trị mụn nang trước. Rồi bây giờ thì nó đã ra bớt được rồi, hết thì chưa hết được ạ. Chúng ta bôi thuốc, uống thuốc rồi tuần sau thì chúng ta lại tiếp tục lấy nữa nha các bạn. Các bạn thấy không ạ? Khi mình lấy mụn đến đâu là nó hoàn toàn không có bị sưng đỏ. Lấy đến đâu nó xẹp mụn đến đó. Các bạn thấy cái phần mũi là khi chúng ta bị mụn này, nó đây lại sẹo rỗ và mụn nó chui trong những cái sẹo rỗ này nó ra. Rất là nhiều luôn. Cho cô cái kim khét, còn kim này nó bị vướng, nó gấp. Các bạn ơi, khách hàng bên mình đến từ Đắk Lắk và khách hàng năm nay 19 tuổi. Mụn này là ở độ tuổi mụn dậy thì nha các bạn. Các bạn ơi, khi mình bị mụn, mình càng điều trị sớm ngày nào thì da của mình nó sẽ tái tạo ngày đó và nó hoàn toàn nó không để lại sẹo cho các bạn.
quan trọng là các bạn tìm được một nơi điều trị mụn uy tín và hiệu quả. Hiền Vân Spa thì làm việc hết ngày 28 âm lịch các bạn ạ. Bắn. Các bạn thấy nhân mụn nó vừa bắn lên nó cao không ạ? Thấy các bạn thấy là ở mũi là cũng có phần nang luôn nha các bạn. Đây là đang ở phần mũi các bạn ạ. Phần này phần mụn nang ở mũi. Thành nó lên xa rồi. Phần đen đen ở bên trong là gì? Cái đây là cái phần này nó bị hoại tử nha các bạn. Đây là cái phần các bạn thấy phần mấp mô đen không ạ? Phần đây là phần da đang bị hoại tử nên chúng ta phải nhích ra và đưa tế bào mới vào thì nó sẽ bớt đi. Bạn phần mũi là có rất là nhiều nang rồi. Cái này hoàn toàn mình phải dùng bông nha các bạn. Phần da bạn bị hoại tử nhiều quá. Đứng này. Các bạn thấy phần da bị hoại tử và hai cái nốt, mấy phần nốt đen ở mũi nhá. Các bạn nhìn rõ không ạ? Không hết trong mũi bạn bây giờ chỗ nào nó cũng rỗng hết đấy, nhưng mình ấn được cái nào thì mình ấn cho các bạn nhá. Cái mũi của bạn có nghĩa là mình tưởng tượng chỗ nào nó cũng rỗng, nó cũng có những mụn, nó đều nó cứng nó chưa ra thôi. Thấy không? Mình ấn chỗ này thì nó ra chỗ khác rồi. Các bạn ơi, tình trạng bị mụn nang, mụn viêm như thế này, các bạn càng để lâu thì nó sẽ hình thành những sẹo lõm và sẹo lồi luôn. Nó rỗng bên toàn miệng bên trong này, đúng không? Ấn đâu nó cũng ra mụn hết ạ. Bên trong này chỗ nào cũng có. Chị ơi hôm nay á, chị cho bé phi cái vùng mũi đi chị. Cái chỗ đầu mũi này, cái mũi nó phải phi đầu tiên chị, cho nó những cái cục này nó không có bị tổn thương sâu nữa. Vùng này nó giống như rỗng toàn bộ bên trong, chỗ nào cũng có mụn luôn. Chất và thôi, tại vì buồn quá. Chỗ nào bây giờ nó cũng vậy nè. Ăn đâu nó cũng ra. Thấy không ạ? Chỗ nào nó cũng ra một. Phần mũi với cái phần bên mai kìa. Mẹ biết mà, mẹ biết chắc mẹ biết. Mẹ bán nó được mà biết. Các bạn ơi, đây là những cái phần sẹo lõm, sẹo nồi của bạn này. Cái này mới hình thành trong vòng 1 năm nay nha. Cái này thì phần da này chúng ta làm xong ra nên lau cái này luôn cho nó vệ sinh đi nhá. Bởi vì bạn nó tổn thương quá nặng rồi nha. Các bạn nên lau cái này đi cho nó kháng quả này. Bạn ở dưới Kiên Giang cũng tự bạn tìm ở trên YouTube và ba bạn dẫn cho lấy một cái phần này chúng ta sẽ lấy những cụ, chúng ta cũng vẫn lấy những cái mụn đầu đen trước.
Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ tiến hành lấy một bên má trái các bạn nhé. Phần này là phần gần tóc mai này. Con đã nói bạn Vân xếp tay nghề bạn Ninh được mặt chưa hả? Da bạn khô, con đang bôi cái thuốc gì để hay con chỉ uống thôi mà nó khô vậy con trai? Bôi thuốc gì không? Không. Bôi thuốc gì? Nói tên cô nghe rồi nào. À, serum bà lão. Bà lão. Những gói thuốc đó làm hư hết da con. Các bạn ơi, các khách hàng bên mình đang dùng loại serum bà lão, cho nên là da rất là khô. Em dùng mấy lọ rồi? Đã, một lọ. Dùng trong vòng bao lâu rồi? Không, da bé vẫn đang dùng chị nhé. Đang dùng nên nó rất là khô. Khô lắm, khô chóc ra bé. Đây là sau này mụn nó rút vào trong những cái lỗ sẹo này. Đây là những cái dạng sẹo đáy nhọn này các bạn nha. Cái này không hết được. Sẹo này không bao giờ hết được, nó chỉ đáy bớt được một ít thôi. Sẹo đáy nhọn này rất khó điều trị. Các bạn ơi, phần này là da bên má trái của bạn hoàn toàn đã hình thành hết sẹo rồi. À, bên trong nó hình thành những cái nang rất là cứng. Và vùng này là vùng sẹo nồi nha các bạn. Bây giờ thì sẹo nồi thì tương đối nhiều rồi, nhưng mà chúng ta vẫn phải cần phải giải quyết những cái mụn mà ở cổ cũng rất là nhiều. Chúng ta giải quyết những cái mụn mà nó chưa hình thành sẹo nồi, chúng ta đưa ra để nó không có bị sẹo nồi tiếp tục nữa. Chúng ta bớt được cục sẹo nào cho bé thì sẽ hạnh phúc cái cục đó. Các bạn nhìn thấy chân mụn không ạ? Rất là nhiều chân, rất là nhiều chân luôn. Phần xương quai hàm nha các bạn. Vừa đấy con, vừa đấy. Phần này là phần dưới cổ các bạn. Các bạn chuẩn bị xem lấy một phần dưới cổ. Nếu như con vệ sinh tốt và những cái vùng mụn này nó bị nó rất là hôi nha con. Tại nó tắc nâu quá rồi. Các bạn có nhìn thấy những cái nhân mụn ở dưới cổ không ạ? Phần trên này là phần chỗ xương quai hàm, là phần này là phần sẹo nồi các bạn nhé. Đó. Trời, các bạn thấy chân bóp cái to này. Đây là mình loại bỏ cái nguy cơ để hình thành nên những cái mụn nang như các bạn. Đây là những cái chân mụn này. Nó đang chuẩn bị hình thành những mụn nang như các bạn. Đây chúng ta loại bỏ cái nguy cơ hình thành sẹo mụn nang trước. Đấy nha con, cục này con đã cạy rồi. Ok ra chưa? Các bạn đang xem lấy mụn dưới phần dưới cổ nha các bạn. Các bạn có thấy có nhiều nhân mụn không ạ? Dáng con nha. Bây giờ chúng ta tiến hành lấy mụn phần dưới cằm nha các bạn. Phần này rồi, là phần dưới cằm. Cái vùng mép của bạn cũng rất là thương luôn. Cằm và mép các bạn ơi. Đây là phần mụn cằm và mép ạ. Cố gắng nha con trai, không còn ấy thì nó lại sẹo nồi nữa. Các bạn ơi, phần cằm và mép đã hình thành sẹo hết rồi các bạn nhé. Sẹo và mụn còn rất là nhiều, nên chúng ta có mụn chúng ta nên đều tìm một nơi điều trị mụn hiệu quả để chúng ta điều trị sớm nha các bạn.
lấy phần mép trước đi các bạn, lấy mép trước đi, không rồi nó sẽ nên bạn bị sẹo trắng hết rồi các bạn. Các bạn ơi, khách hàng bên mình bị sẹo trắng hết rồi các bạn nhá. Sẹo nồi nhá. Sẹo nồi trắng hết rồi các bạn ơi. Xin chào bạn Nguyễn Thùy. Trắng quá các bạn. Bạn, các bạn có thấy nhìn thấy nhân mụn nằm bên trong những cái sẹo nồi không ạ? Sẹo nồi trắng ạ. À, bạn ơi, bạn bị nặng đúng không Nguyễn Thùy ạ? Khi bạn bị mụn thì bạn cũng điều trị nhiều nơi nhưng mà nó không hiệu quả. Và kết quả là da mình càng bị nặng hơn. Chào anh Hoàng Minh Sĩ ạ. Chúng ta nhìn phần cằm này, chúng ta sẽ lấy cái phần cằm này để chúng ta loại bỏ những cái nguy cơ để hình thành mụn nang này. Đây là mụn phần dưới cằm nha các bạn. Chúng ta lấy những cái cục mụn ẩn này để mình loại cái bỏ cái nguy cơ để hình thành mụn nang nha các bạn. Mình loại bỏ trước. Tại vì nguy cơ của mụn nang là nó do những cái hình thành những cái mụn ẩn này này. Nó bị tắc nghẽn thì chúng ta sờ cạnh tác động vào hoặc chúng ta bôi thuốc làm cho cái vùng da nó yếu thì bắt đầu vi khuẩn nó ăn lây lan ra. Bây giờ mình đang loại bỏ cái nguy cơ hình thành mụn nang này, chúng ta phải lấy cái mụn ẩn này ra. Có những cục của nang thì chúng ta nhích ra để những cái đường để chúng ta dẫn sản phẩm vào để nuôi cái tế bào da của mình tốt hơn. Các bạn ơi, đây cũng là một cái cục nang rất là to này các bạn. Nang này nang to và nang cứng, nó nằm ở khu vực dưới cằm. Thì chúng ta chỉ có lấy được những cái cục mụn đầu đen này, mụn ẩn mụn nang, còn bên trong của bạn thì nó còn mụn ôm rất là nhiều. Thế này thì các bạn uống thuốc, bây giờ nặng nhất là vẫn là phần mũi, phần cằm, 20 cm. Thì xin cảm ơn các bạn nhá. Xin chào các bạn.